mua thuốc cho anh uống cho chết đi chứ anh sống với tại nhà sống không nổi. Anh thấy cái tình trạng của em bây giờ khổ cho em với con thôi, nhưng mà lo cho anh á là em sẽ trốn nợ, em đi cỡ nào cỡ. Dù như vậy mình không có tiền mình đi vay mượn, còn người là còn của. Anh hãy cố gắng anh sẽ vượt qua trong giai đoạn này. Với lại xung quanh ảnh là giường bệnh còn mấy người mà bị phỏng bị ấy không, anh thấy nghĩ dạ, tiêu cực đó. Dạ ở trong phòng là có anh chồng em là nặng nhất, mấy người kia là ta nhẹ hơn nhiều. Bởi vì anh nhìn vậy rồi anh thấy người anh tủi thân hay là sao á, anh cứ đòi giống như là chết không à, anh không còn ý chí sống nữa. Nhưng em gán thiên chứ phụ bản anh đã gán thì về, còn con mình bệnh tới nhà gửi người này gửi người kia không có ai chăm. Anh hơi khỏe gì là em lo cho con, tới đây rồi tới hẹn đến khám cho con nữa, không có ai đi lo cho con hết trơn. Một mình em mà bên ung bú bên di động thai được một mình tay em nuôi không mà anh nó đi làm thuê kiếm tiền nặng gọi cho em cho hai mẹ con em đi trị bệnh cho thằng nhỏ. Xin gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh GoFood vào lúc là 12:30 trưa và 20:00 tối hàng ngày. Hiện tại là mình đang có mặt ở khuôn viên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì xin chia sẻ cho mọi người một cái trường hợp vừa mới xảy ra đây, và cũng như là không có được may mắn ở trong gia đình của anh Sự với lại chị Thúy. Thì hai vợ chồng có hai đứa con. Thì một trong hai cháu là bị bệnh ung thư xương, và hai vợ chồng thì thay nhau chăm sóc cháu ở trên bệnh viện ung bú. Mọi cái sinh hoạt cũng như là chăm sóc cho cháu là đa phần là mẹ là chăm sóc ở trên bệnh viện, còn ba thì ở dưới quê để mà đi làm thuê. Công việc của chồng của chị Thúy đây đó là đi chở lúa mướn. Thì mọi người cũng biết là nếu mà đi chở mà lâu dài á thì phải đem theo những cái hành trang rồi vật dụng để mà nấu nướng quần áo rồi đó. Thì anh có sử dụng cái bình ga hay mọi người, bình ga tương đối lớn. Thì không may đó là không biết là cách sử dụng hay là cái bình ga nó bị rò rỉ hay là như thế nào đó, thì không may là nó bị nổ bình ga và anh bị thương rất là nặng. Nhưng mà một cái điều là may mắn là sau đó thì được phát hiện sớm thì đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy để mà giữ được mạng sống của anh. Nhưng mà hiện tại là bây giờ tình hình nó không có được khả quan mấy á mọi người. Thì một mình chị đây là vừa chăm chồng ở trên Chợ Rẫy mà vừa phải lo cho con đang bị ung thư xương ở bên ung bú. Nên là mình đã có được cái thông tin từ các phụ huynh ở bên bệnh viện ung bú đó, mình chạy qua đây để mình thăm hỏi cái tình hình sức khỏe của chồng chị Thúy như thế nào, và cũng như là về cái vấn đề tiền nông, cái hoàn cảnh của gia đình như thế nào. Em xin phép chị Thúy là tầm khoảng 15 phút thôi ha, để cho mọi người có thể là chia sẻ cho chị mà gửi đến cho mọi người ha. Dạ. Trước mắt là em cho em biết về cái tình hình sức khỏe của chồng chị đi, hiện tại là bây giờ như thế nào, có thể là những cái vết thương rồi như thế nào. Một bác sĩ chẩn đoán là anh bị phỏng 62% là cấp độ 2. Nhưng bây giờ thì chưa có khỏe, vô đây là tầm 2 tuần rồi, vô bữa 7 tây tháng 9 đó, là tới giờ nhưng mà chưa có lúc nào anh khỏe, cho lúc nào anh cũng mệt chứ anh sốt hết. Sốt? Dạ, sốt suốt luôn. Em thấy ở trong hình là bỏng là từ đầu cho tới chân luôn. Tới chân luôn, chỉ có chỗ này, cái khoảng giữa ảnh có mặc cái quần xà lỏng á là anh không có bị. Là nói chung là từ đây chứ từ đây là trở xuống hết trơn luôn, là bác sĩ đang làm những cái xét nghiệm đặng cho anh mổ. Còn cái phần gân với lại mấy cái phần mà tay được thì có co duỗi được không hay là nó bị cong luôn? Nó hơi cong gì nè, nó chưa có co duỗi được. Tới gân nhiều hả? Dạ, cái tay đây là không có co được luôn, nó cứng ngắc luôn. Dạ. Dạ, không sâu lắm, giờ bác sĩ đang chuẩn đoán là chuẩn bị sẽ cho anh mổ. Vô trong đây là bao lâu rồi? Vô Chợ Rẫy nè. Vô Chợ Rẫy bữa 7 tây đó chắc cũng tầm cả 2 tuần rồi. 2 tuần ha. Dạ. Ý là tình hình là có bị nhiễm trùng không, nó có khả quan không? Nó bị ngoại tử nhiều lắm. Những vết thương nó bị ngoại tử chứ, chỉ có cái lưng đỡ, cái lưng hôm bữa giờ nhờ đắp cái tấm gạc ấy nó hơi đỡ tí, còn tay chân giờ là mấy những vết thương là ngoại tử hết, phải mổ. Có nghĩa là anh bị nổ là đối diện luôn, hai cái tay anh rất là nặng, nó phù. Bữa em chuyển lên là cái ngón tay của anh nó phù bự ra vậy nè, to dữ lắm luôn, nguyên bàn tay này nó đen, mặt mày đầy đen thui hết trơn luôn.
ý là cái em hỏi là cái khả năng mà chồng của chị đó là anh Sự đó, là mai mốt là ảnh có thể là ảnh đi đứng được không á? Em cũng chưa biết nữa, bác sĩ chưa có nói gì hết. Tại vì nói ảnh là chỉ nặng thôi, vô đây nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hết 5 ngày rồi đưa ra ngoài cho em chăm sóc. Tại vì anh chồng ảnh đau quá, anh vô ảnh nói chung là ấy, rồi bác sĩ thấy vậy thôi để cho người nhà chăm sóc động viên cho ảnh có cái tinh thần. Trân trọng anh không có, nói chung là không còn cái tinh thần gì đấy, dẫn cho người nhà đang vô nói chuyện huyết huyết cho ảnh giống như có cái sống. Tới giờ, thời điểm tới giờ anh chưa có khỏe lúc Bây nào. giờ về mặt tinh thần ảnh thì sao? Nói chung giờ lúc nào anh cũng đau, anh ghê, anh khóc, anh nói giờ mua thuốc cho anh uống cho chết đi chứ anh sống với cả nhà anh sống không nổi. Anh thấy cái tình trạng của anh bây giờ khổ cho em với con thôi, nhưng mà lo cho anh đó là em sẽ trốn nợ. Em thấy cỡ nào cỡ, dù như vậy mình không có tiền mình đi vay mượn, còn người là còn của. Anh hãy cố gắng, anh hãy vượt qua trong giai đoạn này. Với lại xung quanh ảnh là giường bệnh còn mấy người mà bị phỏng bị ấy không, ảnh thấy cũng nghĩ tiêu cực á. Dạ ở trong phòng là có anh chồng em là nặng nhất, mấy người kia là người ta nhẹ hơn nhiều. Bởi vì ảnh nhìn vậy rồi anh thấy một người ảnh tủi thân hay là sao á, ảnh cứ đòi giống như là muốn chết không à, anh không có còn ý chí sống nữa. Nhưng em gắng khuyên thuyết phục anh đã gắng đi về, còn con mình bệnh ở nhà gửi người này gửi người kia không có ai chăm, anh phải khỏe gì là em lo cho con, tới đây rồi tới hẹn đến khám cho con nữa, không có ai đi lo cho con hết trơn. Một mình em mà bên ung bú bên di động hai đầu, một mình tay em nuôi không mà anh phải đi làm thuê kiếm tiền để gọi cho em, cho hai mẹ con em đi trị bệnh cho thằng nhỏ. Nói chung là mà về mặt tinh thần của anh Sự thì không có được tốt đó mọi người, mặc dù là có vợ bên cạnh là động viên tinh thần. Cho em hỏi thêm chút xíu về cái tai nạn là như thế nào để mà em biết thêm chị Thúy. Ảnh đi chợ lúa, anh đi chợ lúa rồi giấc khuya tầm 9 giờ anh buồn ngủ, tại vì đi chợ là đi cái đoạn đường đó là tầm chừng có 12 tiếng đồng hồ là chạy ghe đó, là mới tới cái lò sấy là lên lúa. Rồi anh đi cái đoạn đường đó rồi anh thấy buồn ngủ quá, cái anh ghé lại là pha nước, uống cà pha nước, là nấu nước đồng pha cà phê á, vừa 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 vô bật vừa vô lê cui trên đây đổ cà phê, trên muôi đổ cà phê là chui xuống muôi á, xuống ghe đó là bật bếp ga lên là nó bừng nổ lên luôn. Anh không biết luôn, tại vì vừa chở lúa cái hơi lúa nữa, không biết cái mùi ga không, mùi lúa không có phân biệt được, vừa bật lên là nổ nổ cháy bùm luôn. Bình ga bao nhiêu ký? Bình ga 12,5 kg, 12,5 kg, bình lớn luôn á hả? dạ Bình lớn hay sử dụng? rồi vừa nổ xong rồi nói chung là rồi có cái ghe cặp bên đó, cái ghe người ta cũng đi chở cát đá, người ta có máy máy bơm nước, cái nhờ vậy người ta qua người ta chữa kịp nên ảnh được cứu. Nguyên cái ghe là nổ banh chành hết luôn. Nổ banh cái mui ghe luôn, trời ơi. cái mui ở trong nổ tung lên. Mà cũng may là không có ảnh hưởng tới phần đầu nhiều hả, bằng À, phần tay hết hai cái lỗ tai này là chính luôn, không biết cái lỗ tai ông em có không bị điếc không, bây giờ à, ông có bị nói loạn chuyện xạ là nói chuyện nhiều khi ổng nghe được nghe không, còn con mắt bây giờ mờ lắm không có thấy rõ luôn. Sao chị nói đi, thế là sao chị nói mà như mới lên đó, tụi em mặn nhiêu thì đủ cũng như lo cho con thằng bệnh đó. Rồi xong rồi giờ tự dưng ụp cái lên bệnh vậy, rồi ảnh bị vậy đó, rồi vô đóng viện phí, bắt đầu vô đóng 20 triệu, đóng 3 triệu trước, đóng cái 20 triệu xong rồi cái bắt kêu đóng thêm 30 triệu nữa là 53 triệu. Trời ơi em không biến hồn luôn, không lúc đó đi là trong mình không có tiền luôn. Rồi xong rồi nhờ nhờ người nhà ở dưới mượn tiền lên đặng cho đóng, tại vì bác nói là phải đóng tiền liền vô mới đặng vô thuốc được. Vô thuốc gì? Nói chung là vô đủ thứ thuốc kháng sinh này kia cho ảnh á, một ngày vô mười mấy gần 20 chai thuốc nữa. Lúc đó là anh Sự là anh bị tai nạn là chị đang ở trên Ở Sài Gòn nhà, ở nhà hả? em ở nhà. Vậy là hai vợ chồng mà không có đi đi chợ lúa mướn chung mà Không, một mình ảnh có đi hả? mình ảnh đi, tại vì ở nhà chăm hai đứa nhỏ. Vậy là ảnh đi, là ảnh đi qua đêm luôn hả chị? Đi qua đêm luôn. Mấy 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 ăn uống ở trên ghe Mới luôn. ăn uống ở trên ghe hết. Công việc đó của anh Sự là làm từ đó giờ hay sao? Làm cũng được mấy năm nay, cỡ 3 4 năm nay. Rồi đi chợ lúa nó cũng bấp bênh lắm, nhiều khi á cũng như theo vụ mùa á, tới mùa vậy là mới được đi chợ, còn mấy là đậu không gì đó thì giống như là kiểu như đi là người ta kêu gì mình chở nấy vậy thôi, lúc có lúc được lúc không.
để GoFood lấy cái hình mà mấy phụ huynh gửi cho GoFood nha, về cái hình ảnh của anh Sự để cho mọi người coi nha. Đây, có thể là hơi chó chút xíu nhưng mà mọi người thông cảm. Đó, chắc là không thấy luôn phải không, nhưng mà để có gì thì mình sẽ lót thêm sau về để mình mô tả cho mọi người coi ha. Ở cái phần mặt của ảnh là nám đen hết luôn á, nám đen mà ở cái vùng cổ đi xuống với ngay chỗ hai cái ngực á, thì là mình cảm giác là nó nặng ở bên hai phần vai, có nghĩa là cái phần khi mà bị nổ á, là ảnh hưởng vô cái phần ngực với lại hai cái vai nhiều hơn. Còn hai cái tay cũng nặng nè, chắc là lúc đó là ảnh đang hai cái tay này đang tiếp xúc với lại là cái bình ga hay sao đó. Đó, còn chị Thúy chị nói là may mắn là ở cái phần rốn với lại cái, nói chung là ảnh mặc cái quần á, ở phần cái quần á thì nó đỡ tạm rồi, nó đỡ thôi, nhưng mà mọi người cũng thấy là băng hết người luôn, băng hết người luôn ha, băng bó hết người luôn đó. Rồi ở đây cái phần mặt thì kỹ hơn nè, đó, cái phần mặt kỹ hơn, mọi người thấy không? Cái hình này họ gửi cho em là lúc này là chồng chị là mấy ngày rồi? Lúc đó là mới trở lên là ngày thứ hai thứ ba đó. Giờ là cái lớp da này nó đã bị lột rồi phải không? Bây giờ nó lột, nó tuôn, nó bị ngoại tử luôn rồi. Ngoại tử luôn hả? Chứ nó không có lành? Không lành, bởi vì giờ bác sĩ đang cho những cái xét nghiệm nặng đi mổ. Cái phần nào trên cơ thể của chồng chị là nó bị ngoại tử nặng nhất? Là khuôn mặt với hai cánh tay với cái chân trong phải bên đây, chân trái đây là thấy có tiến triển, là nó giống như là nó hơi đỡ thêm tí thôi. Em thấy ở phần này đi xuống như sao thấy là kiểu như là nó rất nó, nặng. Nó ảnh bị phỏng đường hô hấp luôn, bởi vì bác sĩ nói là nặng là nặng đó. Giờ là uống sữa thôi hả? Dạ, giờ uống sữa với ăn cháo. Nói chung là cái phần ngoại tử là bây giờ đang tiến hành mà xử lý. Đang tiến hành xử lý. Còn họ họ không có dám chắc là sẽ xử lý được hay không thì. Dạ đúng rồi. Tùy thuộc vào tùy thuộc cái cơ địa của anh địa với của tinh thần của anh. Với tinh thần. Cho em thêm biết chút xíu về tình hình cháu đi ha. Dạ. Cháu nó bị ung thư xương là bao lâu rồi? Cháu bị năm 6 tuổi. 6 tuổi. Rồi bây giờ là được 9 tuổi rồi. Là 3 năm. Dạ. Là 3 năm nay là chị ở trên ung bú hết. Dạ. Xuyên suốt thời gian. Dạ đúng rồi. Là 1 tháng là chị ở trên ung bú là bao nhiêu ngày? Như tầm lúc đầu đang điều trị đó là mỗi tuần là ở suốt luôn. Mỗi tuần là mọi ở trong bệnh viện là ở suốt luôn, là tầm chừng cỡ 1 năm đầu. 1 năm đầu luôn, cũng như về nhà được 3-4 ngày cái đi lên, về nhà được 3-4 ngày cái đi lên. Hồi nãy chị nói em là ung thư xương. Ung thư xương. Ung thư xương. Bây giờ cháu làm sao rồi? Giờ sao giống như là tạm ổn rồi đó. Rồi theo như được qua cái duy trì 3 tháng lên tay khám lần. Là ban đầu là cháu nó bị nổi ở phần nào? Trên thái dương phải nè. Nó nổi u ngay trên kế bên lỗ tai này. Nó ung thư xương mà nó nổi ở trên đầu ở trước. Ở trên hả? Đầu, ở trên đầu. Thường thường là em thấy mấy cháu là tay chân ha. Ở vai rồi đó thì nó nhiều. Dạ. Mọc ở trên đầu bên đây mà mổ qua bên xét nghiệm đồ hết trơn, tất cả ở bên ông bú, xong rồi chuyển qua bên nhi đồng hai mổ mà. Còn bây giờ là ban duy trì đang tạm ổn. Tạm ổn. Rồi bây giờ tới ông chồng. Tới ông chồng. Rất là suy sụp. Rồi tiền nong rồi tất cả các thứ mà lúc trước là hai vợ chồng để mà lo cho con đó là chủ yếu chính của anh Sự hết toàn bộ. Làm. Bây giờ là vậy đó. Hồi mới vô là chị đóng 20 triệu, là bây giờ là có kêu đóng gì nữa không? Kêu đóng luôn là hết thảy là 53 triệu rồi. Đóng tiền mặt từ bữa giờ đóng 50. Tiền mặt là 53 triệu, rồi mỗi lần mà thay băng cho ảnh là mình đóng tiền riêng nữa. Mình đóng tiền riêng cái đó giống như là mình xuống đây mình mua. Và sắp tới nó có những cái khoản tới mổ. Mổ rồi tính sao? Tới đó chừng nào tới đó rồi bác sĩ mới cho mình hay. Ý là hai chồng tính sao á? Bây giờ phải là nói chung là sẽ mượn tiếp tục. Mượn được không? Dạ, nếu mà mượn được á thì mượn, còn không được á thì tới đâu hay tới đó. Cũng như trong cái khả năng em lo được cho ảnh được tới đâu hay tới đó. Chứ bây giờ nếu mà mượn được á thì em sẽ rất là cố gắng cảm ơn những người mà cho em mượn. Hiện tại cái số tiền em đóng trong đây em cũng mượn luôn. Tại vì cái phần của anh mặn cũng như mặn ngày nào ăn ngày đó vậy thôi. Thu nhập ảnh ổn không chị? Thu nhập bấp bênh lắm.
mưa gió là coi như là ở không không chở. Ủa, được vậy ông chở lúa mà vậy là chở theo mùa chứ đâu phải chở quanh năm đâu. Chở theo mùa. Ngoài ra có chở trái cây gì không? Không, không có chở trái cây. Nhưng mà mình nói gì làm phải phải lo cho ảnh đúng không? Dạ nào đúng. Tới đâu không thể nào mà lo được nữa phải không? Có nghĩa là đi vay mượn hết. Đi vay mượn hết. Chừng nào mà không thể nào. Như thế này ha. Dạ. Thì em xin phép là em chia sẻ cái cuộc nói chuyện giữa em với chị ngày hôm nay rồi cái hoàn cảnh của gia đình ha, dạ, của chồng chị với lại là con trai chị. Với lại là em xin phép là em thay mặt Mạnh Thường Quân thì em gửi đến cho anh Sự ít tiền thì tại vì những cái thông tin của anh Sự với lại là con của hai vợ chồng đó thì mình biết ở bên ông bú hết rồi mọi người. Thì cháu nó qua bên ông bú đã 3 năm rồi nên là mình biết về trường hợp của cháu đó thì phụ thôi ha. Rồi có gì khi mà em đăng lên nếu mà chồng của chị mà có duyên với lại Mạnh Thường Quân thì em sẽ gặp lại hai vợ chồng. Dạ, dạ. Ở trên khoa bỏng á mọi người với lại là đặc biệt là ở trong bệnh viện Chợ Rẫy thì không có thể nào mà lên trên trên đó thăm rồi thêm nữa là ghi hình là chắc chắn là không được tại vì chỉ có một người thân duy nhất phải làm giấy tờ thủ tục rồi đó là một người để mà lên chăm sóc cho chồng nhiều khi lên trên đó nhưng mà cũng không có được tiếp xúc với lại là bệnh nhân nữa nên là rất là khó trong cái việc mà gặp trực tiếp cái người bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy. Mong là cô chú anh chị thông cảm, mình sẽ nhờ chị Thủy sẽ ghi lại những cái hình ảnh của anh Sự và những cái hình ảnh mới nhất gửi đến cho mọi người để xem về cái tình hình của ảnh. Tại vì cái hình mà khi nãy mình gửi cho cô chú anh chị đó là lúc đó là vừa mới bị tai nạn cách đây 2 tuần, xem có gì khác sau khi mà đối với cái tấm hình mà mình gửi. Còn sau đây thì em sẽ gửi 4 triệu đồng ha. Dạ. Cho chồng chị. 21 tuổi 2006, hôm nay cũng có mười mấy năm rồi. Chị năm nay là em 37 tuổi. 37. Dạ, 37 còn trẻ. Anh 38. 38. Em xin phép em đọc tên và cái khoản tiền nha. Dạ. Cô Phú xin phép được thay mặt cho hai vợ chồng của anh Sự cảm ơn đến cô chú anh chị cũng như là quý Mạnh Thường Quân đã gửi trước mắt cho anh Sự là 4 triệu đồng để có những cái khoản ví dụ như là mua bông băng hoặc là đóng tiền viện phí khi mà bệnh viện họ yêu cầu. Thứ nhất là của chị Ngọc ở Úc, chị Nga ở Mỹ, là hai chị này là gửi cho anh Sự là 1 triệu ha. Thứ hai là của chị Hòa ở Canada là 1 triệu. Thứ ba là một cô ở San Jose, Mỹ là 1 triệu. Và cuối cùng là của chị Thủy ở Nhà Bè là 1 triệu. Thì tổng cộng là 4 triệu đồng. Để em gửi đến cho chị Thủy nha. Rồi. 2, 3, 4 triệu nha. Dạ. Dạ, cũng như hôm nay em được nhận được cái số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hai chồng em. Em rất là mang ơn. Em hai vợ chồng em thật xin cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em trong cái lúc khó khăn này. Và em hy vọng chồng em sẽ có mau bệnh phục để về lo cho con em. Khi nào là làm bắt đầu phẫu thuật? Cũng chưa biết nữa, bữa nay bác sĩ cho xuống chụp X quang với điện tim gì đó rồi em mới hỏi là cô ơi làm những xét nghiệm này có gì không cô? Cô nói chuẩn bị làm những xét nghiệm này đặng cho Sự lên mổ. Cái lúc mà con của hai vợ chồng mà bị bệnh đó thì ai là cái người động viên tinh thần cho ai? Ví dụ như là chị động viên tinh thần cho ảnh hay là ảnh động viên tinh thần cho chị để mà lo cho con? Hồi lúc con bệnh là ảnh không có nhà luôn. Ảnh đi chở lúa, ảnh đi chở lúa xa. Kiếm tiền. Dạ, ảnh đi làm kiếm tiền. Em mới báo tin, em mới nói là anh ơi con mình bệnh rồi. Ảnh nói bệnh gì? Em nói là con mình đã, bác sĩ chẩn đoán là con mình bị ung thư xương rồi. Anh phải cố gắng nha. Là lúc đó là anh suy sụp lắm, nhưng em nói anh gắng cố gắng, nếu mà giờ anh mà suy sụp nữa là không ai bằng kiếm tiền lo cho con đâu. Em bây giờ em sẽ lên bệnh viện nuôi con, anh thì ở nhà lo bằng kiếm tiền nha. Nhưng mà anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, anh đừng có nghĩ gì hết trơn á, bác sĩ nói sẽ điều trị tốt cho con. Em cũng phiền vậy đó, nên anh lúc mơ mới, anh mới nghe tin là nó nói là chón váng dữ lắm luôn. Vậy là kiểu là chị là cứng rắn hơn ảnh ha. Cứng rắn hơn.
Thôi có gì những cái thông tin mới của anh Sự đó thì có gì là chị gọi lại cho em ha, để em báo cho mọi người ha. Dạ. Rồi chắc là bây giờ để cho chị Thủy chị lên chăm chồng, thì có một mình ảnh ở trên đó à, không có ai nữa. Thì cảm ơn tới cô chú anh chị đã theo dõi cái video này. Về cái tình hình sức khỏe của anh Sự đó thì mình sẽ cập nhật cho cô chú anh chị ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.